Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho quốc mắt ta, hỡi tất cả những quốc làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các môn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến nhịp tiệm trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa. Đang khi Đức Giêsu trên đường lên Jerusalem thì có một người, anh ta đến gặp Đức Giêsu và hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người hỏi câu hỏi này là một người Do Thái, và đối với người Do Thái, họ nghĩ rằng ơn cứu độ, ơn cứu rỗi chỉ dành cho dân tộc họ, chỉ dành riêng cho những ai thuộc về dòng dõi Israel mà thôi. Thế nên khi hỏi như thế thì người Do Thái này mong nhận được câu trả lời đúng thế từ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã điều chỉnh lại tâm thức của những người Do Thái đương thời. Thay vì chỉ lo quan tâm đến số lượng của những con người được cứu thoát, được cứu độ, thì hãy nỗ lực hoán cải, canh tân đời sống để có thể tìm thấy ơn cứu độ cho chính mình. Bởi lẽ, ơn cứu độ phát xuất từ tình thương vô hạn của Thiên Chúa, một tình thương không bị giới hạn bởi những tư tưởng của con người. Bao nhiêu người được cứu độ và ai là người được cứu độ, điều đó không do con người quyết định, nhưng tùy thuộc vào Thiên Chúa. Thế nên, thay vì trả lời câu hỏi cho người Do Thái, Đức Giêsu nói với họ: Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Khi nói đến như thế, Đức Giêsu muốn giúp người Do Thái đã hỏi Đức Giêsu đặt lại một câu hỏi cho đúng. Câu hỏi cần phải hỏi đó là: muốn được cứu rỗi thì cần phải làm những gì? Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ con và quý ông bà anh chị em chúng ta đặt cho mình một câu hỏi: nước trời có phải là cùng đích của tôi hay không? Có bao giờ trong con và quý ông bà anh chị em chúng ta có một câu hỏi: làm thế nào để mỗi ngày tôi được trở nên tốt hơn, mỗi ngày tôi được trở nên công chính hay không? Nếu chúng ta có một khao khát về nước trời, nếu chúng ta có một cái khao khát về sự công chính trong bản thân mình, thì chúng ta sẽ vui mừng khi mà chúng ta làm được những điều tốt. Bởi lẽ tất cả những điều đấy nó sẽ góp phần đem lại cho chúng ta nước trời, đem lại cho chúng ta công chính. Và khi mỗi lần chúng ta thấy những cái gì nó cản trở chúng ta được vào nước trời, cái gì nó cản trở chúng ta được trở nên công chính, thì chúng ta sẽ đau buồn, chúng ta sẽ buồn
cuộc sống chúng ta sao cũng được, tốt hơn cũng được, xấu hơn cũng được. Thế nên nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta thấy và bao nhiêu năm trở lại chúng ta sống đạo, thế nhưng cuộc sống chúng ta không có biến đổi. Bởi vì chúng ta không có mục tiêu, chúng ta không có một mục cụ, một cái mục đích cụ thể. Thế nên cứ trôi và trôi. Ước mong lời Chúa hôm nay đặt cho con và quý ông bà anh chị em chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô để làm cái gì? Và mỗi ngày chúng ta hiện diện nơi đây tham dự thánh lễ tốt rồi. Thế nhưng đủ chưa? Hiệu quả của thánh lễ đem lại, lời Chúa nói với chúng ta, thánh thể ngự trong lòng con người của mỗi người chúng ta đã làm cho cuộc sống chúng ta thay đổi, đã làm cho đời sống của chúng ta biến đổi chưa? Mỗi ngày tôi đều tham dự thánh lễ, tôi đều nghe lời Chúa, thế nhưng tôi có nhận thấy đời sống đức tin của tôi đã được biến chuyển, cuộc đời của tôi đã được trở nên tốt chưa, hay là cũng cứ dậm chân tại chỗ? Ước mong trong cuộc đời của con và quý ông bà anh chị em, con và quý ông bà anh chị em, chúng ta khao khát lên thánh, chúng ta khao khát được trở nên người công chính, chúng ta khao khát lên Đức Trời. Và chính cái khao khát đó, nó giúp con và quý ông bà anh chị em chúng ta nỗ lực làm điều Chúa dạy, nỗ lực sống yêu thương, nỗ lực sống bác ái, và chúng ta sẽ hạn chế những gì làm cho chúng ta không đụng chạm đến cái khao khát, làm cho chúng ta cản trở chúng ta được nên thắng. Lời Chúa hôm nay mời gọi con và quý ông bà anh chị em chúng ta chuyển xét đời sống đức tin để rồi.